Ngôi sao cải lương Vũ Linh qua đời. Vũ Linh là một trong những tên tuổi nghệ sĩ cải lương sau năm 1975, xứng đáng được xem là ngôi sao sáng. Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Vũ Linh mê và theo học hát từ khá sớm với thầy Văn Vĩ. Sau đó anh theo đoàn Đồng Ấu Hoa Thế Hệ, rồi gánh hát Hoa Anh Đào Kim Trưởng. Cơ may cho anh, gặp gỡ những nghệ sĩ giỏi như Diệu Hiền, Trương Ánh Loan, Ngọc Đáng. Nhận thấy anh có tố chất và đam mê nghề, nên những người chị, người thầy này đã tận tình chỉ dạy và dìu dắt Vũ Linh. Từ những đoàn hát ban đầu, anh trải qua rất nhiều đoàn hát như Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga và những đoàn tiếng tăm của thành phố như Minh Tơ, Huỳnh Long, Trần Hữu Trang. Khoảng cuối những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với nhiều vở diễn như Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Bàng Quý Phi, Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, vân vân. Với vóc dáng cao giáo, sáng đẹp, giọng hát nội lực vang sáng, trữ tình cùng với lối diễn xuất tinh tế, có thể nói Vũ Linh là một anh kép đẹp hiếm có của cải lương sau các nghệ sĩ thế hệ vàng như Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Sang. Thời video cải lương cực thịnh, anh quay hàng trăm vở tuồng phát hành trong nước lẫn hải ngoại. Thế mạnh của Vũ Linh là anh có thể đóng tốt cả tuồng cổ và xã hội. Đặc biệt ở lĩnh vực cải lương Hồ Quảng, cải lương tuồng cổ, Vũ Linh khiến rất nhiều khán giả say đắm, chết lên chết xuống vì cách anh ca diễn với làn hơi không lẫn vào đâu cùng những trình thức vũ đạo cực kỳ đẹp mắt. Chính sức hút của Vũ Linh mà dường như anh đóng với cô đào nào cũng tạo được hiệu ứng tốt. Hầu hết những cô đào sáng giá của cải lương sau này đều đã đóng cặp với Vũ Linh như Phương Hồng Thủy, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Hằng, Hương Lan, Phượng Mai, Thanh Ngân, vân vân. Trong đó cặp đôi Vũ Linh Tài Linh đã gây được dấu ấn sâu sắc, có thể được xem là cặp đào kép nổi bật trong làng cải lương. Ngoài cải lương, Vũ Linh còn tham gia những video ca nhạc như Duyên Tình, Tình Đời và cũng thử sức trong phim Cô Bé Mộng Mơ và Búp Bê Kỳ Quái. Vũ Linh là con thứ năm trong gia đình nên các nghệ sĩ trẻ thường trìu mến gọi anh là cậu năm. Anh có hai người em theo nghề là Hồng Nhung và Tiểu Linh. Cháu gái anh, nghệ sĩ trẻ Hồng Phượng, con nghệ sĩ Hồng Nhung cũng là gương mặt quen thuộc trong một số chương trình truyền hình với khả năng ca nhạc bolero và hát cải lương. Trong thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi khỏe chút, Vũ Linh lại tranh thủ tham gia vài vai nhỏ trên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Chẳng hạn anh góp mặt vai Hoàng Thượng trong vở Mạnh Lệ Quân Kỳ Nữ của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long, diễn một cảnh trong vở Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài tại nhà hát thành phố nhân kỷ niệm 5 năm thành lập sân khấu Chí Linh Vân Hà. Lần nào anh xuất hiện cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Những lần xuất hiện đó, vì lý do sức khỏe anh ca diễn rất ít, thế nhưng khi anh cất giọng ca, dường như sức hút, thần thái của một ngôi sao vẫn không hề giảm đi. Khán giả vẫn như bị mê hoặc hoặc quyến rũ với ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Và giờ, quả thật khó khăn khi phải nói lời chia tay với giọng ca huyền thoại, một ký ức tươi đẹp của nhiều khán giả mộ điệu cải lương. Ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh, đa tình lắm tật, đời nhiều chìm nổi. Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những nghệ sĩ thống trị sân khấu cải lương Việt Nam thời còn Hoàng Kim, những năm 90. Vũ Linh học hành giang dở bởi gia cảnh khó khăn, anh được gia đình cho học hát vào năm 13 tuổi ở trường Văn Phát. Sau chuyển qua học ca cổ với nghệ sĩ Văn Vĩ, năm 14 tuổi Vũ Linh bắt đầu theo đoàn Đồng Âu Hoa Thế Hệ đi diễn ở nhiều tỉnh miền Nam. Một thời gian sau, Vũ Linh về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Trưởng, nơi tạo cho nghệ sĩ trẻ gặp được hai nhân vật gạo cội trong ngành cải lương là nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Họ thương mến Vũ Linh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn nghề nghiệp. Trong nhiều năm sau đó, anh cộng tác với rất nhiều đoàn gánh hát, hết biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh lại đi các tỉnh. Đến năm 1988, ở tuổi 30, Vũ Linh mới thực sự bước lên đỉnh vinh quang trong nghề khi cộng tác với nhà hát cải lương Trần Hữu Trang II bằng vở Sa Phu Đi Sứ, anh đưa nghệ thuật sân khấu cải lương tuồng cổ trở lại với quần chúng. Tiếp đến là hàng loạt vở tuồng cải lương Hồ Quảng nổi tiếng khác. Vũ Linh được đánh giá là hội tụ đủ mọi yếu tố cần để trở thành một ngôi sao sáng giá, như gương mặt đẹp kiểu tài tử, vóc dáng nho nhã, đôi mắt biết nói và chất giọng ngọt ngào tình cảm. Trở thành ông Hoàng cải lương Hồ Quảng, Vũ Linh xuất hiện ở sân khấu nào là sân khấu đó kín chỗ. Tủ kính trưng bày của các gian hàng băng đĩa ở hạng mục cải lương luôn tràn ngập hình ảnh của anh. Trong đời làm nghệ thuật, Vũ Linh rất nhiều lần được vinh danh hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 89, đứng đầu top 10 diễn viên được ưa thích nhất năm 90. Năm 91, anh đoạt huy chương vàng Triển Vọng Trần Hữu Trang, là nam nghệ sĩ duy nhất trong 6 người đoạt giải năm đó. Năm 95, Vũ Linh đoạt huy chương vàng giải diễn viên xuất sắc của giải thưởng Trần Hữu Trang. Đây là năm đầu tiên giải Trần Hữu Trang có hạng mục này. Vũ Linh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 97, tên tuổi anh gắn liền với nhiều vở cải lương nổi tiếng như Hòn Vọng Phu, Rũ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Không chỉ chiếm lĩnh sân khấu, Vũ Linh còn quay hơn 400 video cải lương và tham gia rất nhiều video ca nhạc như Duyên Tình, Tình Đời. Anh cũng diễn xuất trong hai bộ phim Cô Bé Mộng Mơ, Búp Bê Kỳ Quái. Sóng gió cuộc đời Vũ Linh phần nhiều gắn với tính ăn chơi của anh. Người trong nghề bảo nhau, đời có tứ đổ tường nguy hại thì anh vấp đủ, chẳng thiếu cái nào. Ông mê nhậu, nhiều cuộc nhậu không tính bằng giờ mà bằng ngày. Ham mê cờ bạc có lúc khiến anh mất một lần ba căn nhà.
Có thời gian anh còn gần xa vào ma túy, may mà thức tỉnh nhờ tình yêu với con gái. Đắm mình trong các thú vui độc hại, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng nhiều lần lên voi xuống chó, do mất hết nên chuyển từ làm kép hát sang làm bầu, phải bán nhà bán đất để trả nợ. Chuyện tình duyên của anh cũng thác gành không kém, tài năng và nổi tiếng, Vũ Linh luôn không thiếu phụ nữ. Bản thân anh cũng rất đa tình, vì thế mà đa đoan rồi vướng nhiều phiền lụy. Thời trẻ, Vũ Linh từng yêu sâu đậm một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng gia đình giàu có của nàng ngăn cấm. Đau buồn vì cuộc chia tay, Vũ Linh lún vào thói đỏ đen. May sau đó được sư phụ là nghệ sĩ Diệu Hiền nghiêm khắc thức tỉnh. Cuộc tình tiếp theo với một cô gái sống gần nơi đoàn hát đóng quân mang đến cho Vũ Linh một cậu con trai, nhưng bé mất vì bệnh khi mới vài ba tuổi. Cú sốc này nhấn chìm Vũ Linh vào men rượu, và một lần nữa, người vực anh dậy trả lại cho sân khấu cải lương một nghệ sĩ tài năng, lại là ân sư Diệu Hiền. Có thời gian Vũ Linh hẹn hò với nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm, họ từng tính chuyện hôn nhân nhưng nhân duyên không đủ nên đã chia tay. Sau đó Vũ Linh còn có những mối tình giang dở khác. Hiện tại ở tuổi 63, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sống độc thân và thường xuyên làm từ thiện. Chia sẻ với một tờ báo, Vũ Linh từng tâm sự, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian.